Chào mừng các bạn với kênh của mình là Cò Sam bên đây. Không, tôi trên đây nè, tôi trên đây nè. Đúng rồi. Thì hôm nay mình sẽ đi làm kẻ phản diện cùng với thằng em mình nha các bạn. Cua biển. Khoan, từ kẻ phản diện phải đổi đồ các bạn ơi. Đó, đồ này mới là kẻ phản diện này, đồ kia là không phải rồi. À, bây giờ mình sẽ vô xin còn xếp hạng mọi người. Để chút, phải chỉnh cây 2 đây cái. Rồi, vô. Thì là một kẻ phản diện các bạn không được dùng súng, mà các bạn chỉ được dùng tay thôi. Thôi mình giỡn thôi chứ lâu cũng phải dùng súng chứ trời. Không ở bắn sầu gân lũng đầu sao. Rồi mình cứ vào trận nha các bạn. Chế độ sinh tồn, chiến đấu hoặc phong cát. Rồi. Là một kẻ phản diện, các bạn biết chắc chắn là mình phải nhảy đâu chứ. Đúng rồi, mình sẽ nhảy ở cổng chờ. Chết, mọi người chơi ngu nhảy cổng chờ chi ở đồng chết luôn. Chết tôi rồi. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi trời ơi. Rồi, lượm cây bơ 19 mọi người. Ê, có ai hẳn không mọi người? Đặt kèo cái, bắn này trước. Ây nè. Rồi, nó dùng ngộ không các bạn ơi. Mày nè, bởi đầu liền, ghê chưa chưa. Bây giờ tôi mà. Rồi, bú đồ mọi người ơi. Ê, bắn bên kia, bắn bên kia. Mày nè. Thôi các bạn ơi, bắn hụt các bạn ơi. Nó mà bắn trúng rồi chắc là mình chết luôn rồi. Rồi, bú đồ. Lại anh kia mình hòa mát các mọi người, đầy cây bắn nó mới tốt. Ê, em vẫn gục rồi mọi người ơi. Bắn á. Ôi. Thơm quá. Ở nó mặc đồ phản diện kìa mọi người, mặc cái quần gắt trang mừng gì đó. Trời ơi. Cua biển nó chưa kịp bắn, chưa kịp hồi máu nó chết rồi mọi người. Mày á, chết rồi, hụt rồi. Họ tập trung hơn như người đông đó mọi người. Mày. Trời ơi. À cứu. Ê, còn hẳn mọi người. Cứu cua biển cả mọi người. Cảm ơn nha. Hồi máu mới được mọi người. Phá keo nhăn ra để cứu cua biển mọi người. Hơn cua biển ngoài kia là chết luôn á. Không có mừng là chết. Mừng bồ mà. Rồi, lượm đồ các bạn ơi. Ê, có cây bắn rửa nè. Rồi, mày nè. Không dính rồi mọi người, chết rồi. Con nhận. Chết, con nhận đó, không bắn nữa. Có một chuyện rồi. Mày nè. Chết rồi, cua biển tụt rồi mọi người. Mày. Ơi, ngu quá vậy, ngu quá vậy. Mày nè. Rồi, trời ơi, kim đập bình bực luôn mọi người. Hơn quá. Hơn là bắn hụt mọi người, mình xé bằng cái giáp đó luôn. Hồi nãy mình nghe tiếng chân các bạn ơi. Nhớ đâu, nhớ đâu. Ê, nó kìa, sọ gân 2 viên. Nói các bạn biết, mình là một cao hổ sọ gân 2 viên. Một ác quỷ phai phai. Rồi, mày nè, trời ơi, phun vàng cái rồi. Nào, nó tá bật. Bảy má mà lụm luôn mọi người. Không sao, không sao. Giết nó là được các bạn ơi. Không cần phải là hít sọt gì đâu. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mình quyết định mình mua đồ các bạn ơi. Mình mua cái bộ sửa chữa nè. Rồi, mua thêm cái kỹ năng cái. Trời ơi, sao cái mông của tôi nó bắn cả lửa vậy trời. Chết rồi, có một chuyện rồi. Nóng quá mọi người. Rồi, hết rồi. Trả hù. Rồi, bắn xéo mọi người ơi. Ôi, kiến chân mọi người, có kiến chân. Ý nó nè, thằng ý cái thằng hồi nãy mọi người. Rồi, sao cân 2 viên. Bật, trời ơi, phun máu đỏ liền. Trời, cái này quân gần cái viên không nhận gì nữa. Quá, wow, lãng phí một tài năng. Rồi, giờ mình sẽ mua sushi nã nha mọi người. Có thằng kia luôn. Mình sẽ cùng với thằng em mình đi giết nó mọi người ạ. Rồi, mình sợ có thằng ở trên nóc nên mình sẽ bật con toan luôn nha. Ủa? À, nó còn. Ý nó bên đây nè. Hình như là không còn hằng nào trên nóc chứ mọi người ơi. Nếu mà có trên nóc thì chắc cái đòn sẽ bắn hằng trên nóc trước. Hằng trên nóc nó gần hơn. Rồi mày, trời ơi, lên chờ luôn. Rồi, nghe mình giết rồi mọi người. Nãy giờ ngứa tay mọi người, không có đập đường nào chứ. Cất thì chứ. Đấy. Bà. Bà nói dân nè. Ý có hằng mọi người. Rồi, ít 18 lên. Bắn á, giết sọt. Rồi mình dũng liền bắn vô cái kêu đó. Bạc, ủa không phải lửa. Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Ơ, chứ trời, chán thật sự. Ý có thằng chạy xe Lambo mọi người. Ôi, chạy mất kêu rồi. Hả, thằng đó kệ nó mọi người. Một kêu mừng là cái thằng bị chi nã mọi người. Giết nó như mừng được xu. Rồi. Nó học ai. Chắc là ở dưới mọi người ơi. Nó đây nè mọi người ơi.
Trời bắn á. Ủa? Ủa sao á? À, là keo rồi, nó đứng xa quá không có cầm nhìn nó không có mọi người. Thôi đợi nó ra. Ê! Ôi, bắn đau vậy? Thôi, mình đặt keo chậm cứ chứ mình chết luôn mọi người ơi. Thôi. Thôi, cua biển bắn má mừng mọi người. Ủa sao đợi nãy giờ mà nó không có lại đây ta? Mình cưỡng nó sẽ lại đây. Để chạy với bò chứ. Nó chạy qua bên cầu kia mọi người. Rồi chứ mình phải chạy qua bên kia không mọi người? Sao nó chưa vô ca, bọn nó ra cỏ bo luôn hả? Hai, lụm đồ đúp đưa với quân đoàn là mình thích nhất mọi người. Trong Free Fire, quân đoàn mình thích nhất. Ấy, có tiếng xe. Rồi chết mày rồi, mày gặp ác quỷ Free Fire nha tao là mày không có đường nào để thoát khỏi đâu. Mày nè, bạc bỡ cái đầu liền. Mày, ấy, chết rồi. Rồi, thôi chạy bên kia mọi người. Chứ mình gạt này cái mọi người. Dạ xong đi, cua biển nên giết người đi. Cố lên cua biển, làm được mà. Chết rồi, cua biển chạy mọi người, hết máu rồi. Rồi, bật nó, trời ơi, phun nó đỏ liền. Quá đẳng cấp. Ôi mà, nó bắn đẳng cấp vô chuột mà, ác quỷ Free Fire. Rồi các bạn ơi, vừa mới chơi được xe của nó. Thôi mình chạy vô bo mọi người, ý có thằng nè, đụng nó. Trời ơi, hùng nó. Bở cái đầu rồi. Để con cua biển với mọi người. Rồi, cua biển gạt con đi, mình chạy với bo mọi người ơi. Bỏ cua biển. Hỗ trợ đắc lực luôn, ghê chưa. Ê, có hàng. Chết rồi, có một chuyện mọi người. Bắn á, mày nè. Rồi, dùng nhợn mọi người. Ê, còn hắn đây nữa, đông ta. Hồi máu có mọi người, tại cái tròn hồi máu. Rồi ra nè, chơi luôn nè. Ủa ba thằng á, mày nhớ không chơi kênh 2 mà ta. Mày nè. Rồi chết. Chết lẹ. Chết. Hẹo cô biển ơi, hay. Trời ơi. Ê trời ơi, còn cái sao nữa, có khi chứ. Trời ơi. Làm thêm một trận tự chiến thôi các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ mua M100 đi. Mình cao thủ của M100 mọi người. Mình kéo một viên một người. Một viên một thằng mọi người ạ. Rồi. Ê da. Trời ơi chơi con Hummer. Chơi gì kỳ vậy. Chơi Hummer. Mất 20 máu mọi người. Ê. Con nào chứ. Thiệt ha. Ê thằng mọi người. Con nhện. Trời ơi con nhện báo. Ê. Rồi mọi người hãy coi kỹ năng. Kỹ năng. Kỹ năng. Kỹ năng. Trời ơi, bốn viên không biết được. Ba. Ê, chạy. Ôi dạ. Ủa nhớ, bình thường khác là 100 gì được mình bán. Sao như này kỳ ta. Cái mặt đẹp trai mọi người, đẹp trai hiểu chưa. Rồi, chồng hồi nãy kết quả như thế nào các bạn cũng biết rồi. Chắc là đội mình thua. Rồi, mình cân hết luôn mọi người á. Rồi, đâu rồi. Bạc qua bạc, không dính luôn. Đấy, bạc. Ê, hồi mấy em chết rồi mọi người, bắn được ghê vậy. À, có trò vui mọi người ơi. Cứu tôi. Trời ơi, cứu tôi. Chết tôi, trời ơi. À, mình giỡn thôi mọi người, mình cũng người tốt bụng mà. Gì vậy, giờ mới cứu luôn á. Giờ mới cứu rồi, làm gì vậy? Không có được rồi. Thôi bắn đau quá. Thôi trời lưu đạn chứ hết ba đứa đi, nhức đầu quá rồi. Thôi nó giỡn cho thiệt trời. Nhận lên. Bắn á. Nhận cái đâu vậy, nhận chạy cái bo mọi người. Trời khổ thì chứ. Nhận cho chạy bo đó, chạy bỏ anh em. Bồ cậu bồ cổ mọi người. Rồi bỏ mấy này ra mọi người. Rồi. Mày nè, trời ơi, yếu rồi đó, anh trên á. Trời ơi, móc cái keo làm chi vậy? Báo nữa rồi. Chán thiệt chứ, pha nó có móc cái keo được nữa, bắn nó luôn ngon rồi. Mà thôi cởi mọi người, thua keo này có bài keo khác. Có điều là thua nãy giờ 2 keo rồi. Không sao, bài keo khác. Mày nè, chết. Gạt luôn mọi người, không mà nó cứu. Quá ngon. Ui, da. Mày, ý. Mới bắn ghê rồi. Mới bắn 2 chiếc mọi người. Bởi đầu mình luôn. Cảm ơn nha. Cô biển cứu rồi. Cảm ơn nha.
đâu ba. Ê mày nè, bây giờ này bắn cái đi, bắn cái đi. Sao bắn được? Rồi, trời ơi, mình gắn tem còng lưng. Bùi gồ laser, người gắn tem. Mặt đẹp trai. Bắn 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 bắn. Mày nè. Ê chết rồi mọi người. Ê chết rồi. Còn dưới mọi người, nó cứu rồi, chết rồi. Mày chạy qua lẹ. Mày nè, mày nè. Rồi, ê, nắm đây nữa. Rồi. Ê. Ê, nó chạy xuống rồi. Tài nguyên ở đây. Ủa, nó đâu, bạn không thấy nó nữa mọi người. Đâu nhờ. Kìa, nấp đâu rồi. Ủa, nấp đâu con, không thấy luôn á. Mày nè, bở cái đâu rồi. Ui giời, ui giời. Cái cục khỏe mặt đẹp trai mọi người. Quá đẹp trai. Ủa mọi người ơi, kìa nó kìa mọi người. Coi coi, đây, kìa góc đẹp mọi người. Ủa, à... bụi cỏ. Thôi kệ mọi người. Ý nó nè. Con nhở, ý mấy con bật ngập đầu luôn. Mờ bê nám, mày nè. Ôi, cứu, mày nè, cứu nè. Kìa. Ý mọi người ơi, bồ gục mọi người, mình sẽ cứu bồ nha mọi người. Mình sẽ cứu ông đội, mình gồm người ông đội, kìa góc bụng, tấm lòng từ bi đầy lương thiện. Luôn giúp đỡ đồng đội và cứu đồng đội mọi người đó. Mình không bao giờ mình đứng mình khịa, mình khịa đồng đội đâu. Thôi giỡn nè, cứu. Đừng buồn nghe, đừng có phốt luôn nghe. Bạn bây giờ ngay nha. Thêm gì đó. Ủa kìa coi. Hơn quá nó lắc mình nữa. Mình cưỡng nha, mình lỗi ra xong rồi cứu nha. Rồi. Boy yeah, siêu. Quá ăn cắp mặt đẹp trai nè. Rồi các bạn thấy video này hay cho mình xin một like đăng ký kênh và ngoài ra hãy nhấn vào cái chuông để mỗi khi mình ra video mới các bạn hãy nhận được nha. Rồi thì nhớ like subscribe nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.